Xin chào các bạn, đây là sản phẩm màn hình iPhone bên mình đấy. Thì là có nhiều bạn không biết ấy, thì mình cũng xin giới thiệu luôn. Cái màn hình bên mình là có dán tem như này, dán tem này siêu mặt trước mặt sau nhá đấy. Và bên mình có lưu ý này, các bạn cắm test hai chân trước khi lột siêu vào máy. Nếu sản phẩm đã bị lắp vào máy hoặc là lột siêu thì bên mình sẽ không bảo hành đấy. Và các bạn sẽ mở cái Zalo quét mã QR này để kết bạn. Thì đây, có nghĩa là các bạn sẽ mở Zalo nhá. Đấy, các bạn mở Zalo này xong rồi chọn cái mã QR này. Đây, chọn quét mã QR này. Đấy, thì xong bạn quét vào cái mã này. Đấy, là sẽ ra được cái trang của cái shop mình. Đây, thì ví dụ có vấn đề gì thì các bạn hãy ấn vào nhắn tin này. Các bạn vào nhắn tin này thì là bên mình sẽ xử lý luôn đấy. Thì các bạn nhé, cắm test hai chân vào nhé, cắm test hai chân như này này đấy. Thì xong rồi các bạn test sản phẩm, nếu mà cảm ứng ok hiển thị ok thì các bạn lắp vào máy đấy. Nếu mà các bạn lột siêu này thì bên mình sẽ không bảo hành cho các bạn được nhé. Bên mình có lưu ý rất rõ rồi này. Thì màn hình bán ra thì bên mình sẽ kèm tới cái bộ sửa 8 trong 1 này. Bộ sửa 8 trong 1 này thì có cái đầu vít này, các bạn có thể tháo ra và thay màn hình cho máy của các bạn được. Đây, mình có lưu ý rất rõ rồi, rất mong các bạn đặc biệt lưu ý giúp mình. Các màn hình bên mình đều làm như này. Đấy, cái mã này là các bạn mở Zalo ra và quét này. Mong các bạn lưu ý, cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bất kỳ vấn đề gì các bạn có thể liên hệ với bên mình qua thông tin ở đây. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có trải nghiệm mua sắm tuyệt vời ở trên shop của mình.